Xin giới thiệu với anh em nha. Đây là cái súp bô ha. Súp bô này, hàng này là của Nhật Bản nha anh em. Tình trạng nó về rất là đẹp, nó là bát đôi, hai bát súp hơi ha, nó là hai bát đánh tiếng rất là lực, rất là hay nè anh em. Mình quay chi tiết cho anh em xem nha, rất mới mới 98-99%. À, nó có hệ thống hơi rồi trong đây nè. Đó thì cái này á, là được nhiều anh em lắp rồi, nhiều anh em chơi. Đây cái mặt của nó, đây cái mặt nó úp, khi đó mình nó sẽ úp lại như vậy đó, nó sẽ bắt ốc lại. Để mình mở ra mình quay mình giới thiệu cho anh em xem vậy đó. Bỏ lớp sơ cua nha anh em, tiếng cực kỳ hay. Rồi anh em có nhu cầu thì anh em cứ số Hiếu Audio ha, số điện thoại ha, có Facebook và TikTok, rất đẹp đó. Này cũng hơi của nó đây. Rồi anh em bấm theo dõi, mình sẽ giới thiệu hàng ngày, mỗi hàng mới đều lên, hàng đẹp lên cho anh em xem nha. Chào anh em nha, mới rất đẹp.